món này tính tay anh trai đây nấu chế biến. Này sáng nào hai vợ chồng anh cũng chế biến làm hả? Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Vặt Sài Gòn và Du Lịch. Bây giờ là 15 giờ, hôm nay mình có ghé đến hàng pháo lấu vịt Anh Tài, mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú chị bạn cùng xem bán pháo lấu vịt nhé. Ở đây địa chỉ tại số 105 đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8. Thời gian ở đây mở bán từ 14 giờ cho đến 22 giờ. Bây giờ mình đến đây anh Tài mới mở bán một tiếng đồng hồ rồi đấy cả nhà. Thấy chất quá trời pháo lấu vịt hấp dẫn này. Ở đây bán ngay con đường Bùi Minh Trực, ngay khu chợ luôn cả nhà. Ở đây thấy quá trời tai heo, góc cơ đùi, góc cơ cánh, lòng mề, bên đó bọng xương. Thấy thơm quá trời luôn đó. Đây có cái hũ nước chấm này, siêu ngon. Gì đúng không? Tài hôm nay không bán hả anh? Giờ thì nắng nó chưa ra đâu. À dạ. Tài ra muộn nè. Bà lấy 7 ngàn đi chẳng 40. Giờ gì nữa. Có ăn mì không em? Bà ăn mì đi chẳng 50 ha. Để đi mua cái bịch bự anh thấy chưa? Đây pháo lấu vịt bán là giá bình dân cả nhà. Khách đến mua 5k huyết, 10k huyết, 15, 20 bán hết ạ. Đấy là giá bình dân. Như cái tai heo thì 60 ngàn một cái này. Còn góc tư đùi, góc tư cánh cũng 60 luôn. Lòng mề 20 ngàn một bộ. Còn mấy cái cuống mề này mình mua bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Mấy cái bọc xương kia thì có 10 ngàn một cái rồi cả nhà. Ô long. Quay. Vô chơi ô long. Bỏ vô ly mũ người ta đem về. Đầu vịt 15 ngàn một cái. Bây giờ mình thấy trời nắng chang chang, khách vẫn đi mua quá trời. Cái lớn cái 20, cái nhỏ thì cái 5 ngàn. Mình nắng gì vậy ơi? Cái mì hả? Giờ đợi cái nó lại đi, bán mì. Chúng mình mấy phần gì? Nè con vô cắt cho con đi cho làm nha. Cái này là cái gì bà? Cái đó là hai đầu hai ủ nếp. Đồ thấy chị gái đi mua pháo lấu vịt về quá trời kìa, nguyên một bịch to. À. Tiền nước đó nhiêu ngoại 12 phải không? 12 hả? Cầu cho già bỏ lại. Bỏ lại đi đường Đại Lộ Tây á. Khách chắc ở bên tỉnh lộ 10 qua đây á. Hai cái đầu cộng là 40. 40 hai ống nếp 40 là 80, hai bao lộ 40 là 120, nhưng 30 là 150. 150 là chắc 20 là 170. Có ăn mì không chị? Nhắm mì rồi. Ăn lấy ra một bọc nữa. Dạ. Hai bộ là cái này mới
Bên đây nước lèo rồi nha. Khách mua về sẽ có một bịch nha. Mang về. Bên đây rau răm với hành ăn kèm. Đây là nước chấm. Quá trời. Cảm ơn chị. Bữa nay mình có tăng thêm số lượng gì không anh hay vẫn vậy thôi? Giá nó cũng vậy, nhưng mà cần cái hôm nay cũng lên. Cánh tăng thêm 5.000 hả anh? Tại hôm là cánh là nó không có cục nạc này, nó chỉ có cái cùi này thôi. Nay thêm cái này nó bao nhiêu nặng mắc. Cái đó thì bao nhiêu anh? 20. 20 ngàn. Hôm là 15. Rồi. Đây hai bọc. Giờ 50 này. Hai bọc 50. Đi à. Rồi mình biết. Hai bọc. Em trai của anh Tài bán cái món là bánh mì nướng. Hôm bữa mình có quay rồi, mình thấy bán rất đông khách. Nay vợ ông bán à anh? Dạ vợ em nay ở trong nhà. Hôm bữa em quay quay vợ anh, hôm nay gặp anh nữa. Em trai của anh Tài. Hôm nay em nghỉ làm bởi vì em ra máy. Dạ. Quá. Đây là bánh mì nướng 15.000 một phần phải không anh? Dạ. 15.000 một phần phải không? Dạ đúng rồi, 15.000. Thấy bánh nướng có đầy đủ rồi. Bầm này, trà bông này, tôm này, trứng cút này, trứng chiên này, xúc xích này. Thấy hấp dẫn nha. Một cái chỉ có 15.000 cắt vào hộp. Bò, mấy tại chứ.
bò bò bảy bò 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 bảy bò đi. Má ấy có đầu chạy quá. Hai đầu gì? Đầu người biết đường đi á là đi đường Trần Đại Nghĩa, đi Trần Đại Nghĩa lên để chứ. Nhưng mấy cái món này một ngày mình bán là tổng cộng tầm được 100 kg không anh? Tất cả? À, tính hết luôn hả? Ờ. Hết luôn thì hơn. À, hơn 100 kg. Đây bán từ 14 giờ cho đến 22 giờ thôi. Bán được hơn 100 kg pha lấu á. Tính hết cả rồi, chân đầu là, cánh thôi, lòng mề. Cánh chân nào không thì không tới nhưng mà tính hết luôn rồi. Dạ. Bây giờ bán cái món này buổi chiều khách mua rất đông, giờ trời nắng khách chưa đi ăn. Cái món này tính tay anh trai đây nấu chế biến. Này sáng nào hai vợ chồng anh cũng chế biến làm hả? Cánh chân lòng nghiêm chú 115. Đã tính luôn rồi đó. Tính luôn rồi 135 rồi. 15 5 cái đầu là 75, 2 ổ nếp 40 là 115. Mấy một ổ rồi. Một ổ là 95. Lòng 20. Cái bộ luôn. Dạ, cái này chú là 115. Cái này anh dính kỹ mà tôi ở bên kia, chạy bên kia nè. Ở bên kia là 6, con máy này là 5. Đây là anh để 5 thôi. Dạ, đúng rồi. Nó cũng là được bộ bên trận nhưng mà bên kia phần 6, bên đây phần 5. Để 5, nó nói như 110. Con máy này trước chứ. Nếu bên kia đồng dòng, dòng qua đây chạy đặt luôn. Chú lấy bao ổn mì luôn hay là anh Lâm? Cái này chấm bánh mì ngon lắm. 115. Chú chắc là lần đầu đến đây mua hả chú? Mới có lần đầu rồi, dạ. Ăn đây rồi nó mới chỉ nè. Dạ. Bây giờ mua về dưới nhậu. À, mua về nhậu á. Dạ. Bây giờ nó mới chỉ, mua đi kiếm rồi chứ. Bây giờ nó mua dưới là rượu. Dạ. Món này mà nhậu à, tốn rượu á. Rượu này chú đi cộng thành về hả? Dạ. Đây, thẳng lên, về đó rồi. Về đường 1. Dạ, chữ rồi mình đi kiếm thôi. Dạ. Từ đây về dưới đó chắc cũng cả hơn chục cây số rồi chú ha. Đó, hai cái 5 ngàn chứ. Chú từ dưới thị trấn Cần Duộc lên đây mua. Xa. Không đi đâu nữa, trên Sài Gòn dẫn đi tự về. Dạ. Nó kêu luôn. Không biết đâu. Lấy đơn anh trai. Trên điện thoại không có mấy tôi. Bây giờ khách đặt trên app cũng nhiều. Một món hả? Đây giờ đặt trên app nào. Bánh mì hả con? Dạ.
lấy cái đó đó. Dạ. Giờ chỉ cái thập cẩm, có cái thập cẩm gì. Ba đợi. Cái này để riêng còn thập cẩm dừa nè. Dạ, ba ba, để con cái con làm cái thập cẩm nữa, xong con làm đi. Cái này của ai? Dạ, rồi cô lấy 100 ngàn đầy đủ rồi sao? Lấy 100 đầy đủ rồi. Đầu lòng. Đầu lòng cuốn nếp đó cô. Đầu lòng cuốn nếp vuột. Cái này nhiêu không? Cái đó trong đơn nó là trong mấy á. Luôn bánh mì á, 4 mỗi mì. Dạ dạ. Giờ mượn anh cái điện thoại luôn Dương. Mượn anh cái điện thoại coi. Đây mình không có máy tôi. Bốn cặp chân 15.000 quý, 40 gột với lại 4 tấm lơ. Rồi. Ba bịch luôn. Nước ra rất nhiều luôn. Lớn với lại 40.000 vuông không nhiêu có lại đây. Đúng rồi, 40.000 vuông 15.000 cuối cùng. Đúng rồi. Rồi, nó tổng được. Anh đây tổng được. Chạy mua 128.000 chứ đúng rồi. Ra nhìn coi. Đây giờ là gặp này bà. Đó ra chưa? Về ship hàng cũng lấy. Dạ 50. Đấy là hấp dẫn quá rồi nè. Thấy anh trai chịu khó quá. Trưa nắng này mà đứng trên trứng à. Trước mình làm nghề gì anh? Dạ, em làm xây dựng anh. Dạ. Hẹn chi thấy tướng cơ bắp quá. Dạ. To khỏe. Bây giờ về phụ vợ làm bán buôn bán á. À, đổ trứng ra đây. Trứng cút có thịt bằm, hành. Đây trứng cút này, xúc xích này. Đây hành phi, mỡ hành, bánh mì.
hay là có cái chảo đổ vừa trứng trái trứng cút rồi hả? Dạ, rồi. Thì nó nhỏ nhỏ dễ thương à. Vợ chồng á. Thế nắng quá ha. Cái dù này nó che cũng không đủ mát. Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều nhé. Cô chú chị bạn ai có sở thích món thò lấu vịt thì mình ghé đây ủng hộ. Ở đây là địa chỉ tại số 105 đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8. Thời gian mở bán từ 14 giờ đến 22 giờ nha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.